chơi với người, đi chơi với chó, chơi với mèo đồ này kia, khỏi chơi. Em không người. Thích chó mà bạn không thích chó. Em thích chó, bạn nó không thích chó. Không thích nuôi chó, em thích nuôi chó. Giờ chắc suốt ngày chơi với chó không nha, bạn nó bực mình chứ gì. Giờ em muốn lấy vợ không? Có, nhưng mà phải có cùng sở thích chứ. Cùng sở thích, giờ đưa ra tiêu chí đi, muốn tìm người bạn gái như thế nào? À, đầu tiên là cho em nuôi chó. Đầu tiên là nuôi chó, em có thích chó không? Dạ không. Em không thích nhưng mà giờ bạn em nuôi được không? Chồng em nuôi chó trong nhà được không? Rồi mặt nhăn quá có vẻ không thích rồi. Chó dễ thương mà cưng. Em bị chó cắn nhiều lắm chị. Ủa em có ăn thịt chó không? Có. Rồi ăn thịt chó bởi vậy chó cắn là đúng rồi. Rồi mời bạn ngồi vào ghế nha. Hai bạn có thể cởi mặt nạ ra. Bây giờ mời hai bạn sẽ bắt đầu giới thiệu về bản thân mình nha. Giới thiệu thiệt là lớn cho đối phương có thể nghe được nè. Mời bạn trai. Mình tên là Vũ Xuân Trường. Sinh ngày 28 tháng 2 năm 1988, quê Vũng Tàu. Hiện tại đang là nhân viên thử việc ở bên nước giải khát Trương Dương. Thử việc thôi. Vậy trước đó mình làm việc ở đâu? Em có kinh nghiệm 5 năm làm bên đại diện thương mại của Bưu Sài Gòn, ngoài Nghệ An. Đại diện thương mại trong phía Nam. À, hiện tại giờ mình đang sống ở đâu? Quận Gò Vấp. Ở Gò Vấp. Rồi, thế còn em? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Huyền Trang. Hiện tại em đang làm bên công ty in, vị trí casting. Em sinh ngày 28 tháng 9 năm 1989. 89? Dạ. Thu Anh này 1 năm. Quê mình ở đâu? Quê gốc ở Nghệ An nhưng mà gia đình em thì sống ở Lâm Đồng. Và hiện tại bây giờ mình làm việc ở đâu? Sống và làm việc ở đâu? Em hiện tại đang làm ở V-Ship 1 Bình Dương, đang sống ở Gò Vấp. Sống ở Gò Vấp mà làm việc tốt Bình Dương? Dạ vâng. Rồi đi đi về về mỗi ngày hả? Dạ, em bắt xe buýt của công ty đi về mỗi ngày. Hai bạn ở Gò Vấp luôn, Gò Vấp chỗ nào, coi có gần nhau không? Em ở đường Lê Lợi sau trường đại học công nghiệp. À, em ở đường Dương Quảng Hàm. Tôi cũng Gò Vấp nè, có gì ba đứa mình hẹn nhau đi uống cà phê. Bây giờ điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Về điểm mạnh thì em nhiệt tình, hòa đồng, dễ nói chuyện. Điểm yếu của em là đôi khi hơi nóng tính. Em làm gì em cũng không thể nào làm nhiều việc cùng một lúc được. Như tập trung làm một việc, dạ. Xong rồi mới làm việc khác. Em thì có uống rượu, có uống bia, nhưng mà rất ít, tiểu lượng kém. Không hút thuốc, không cờ bạc. Hàng gì cái bụng bia không? 5 năm mà chị, đâu phải ít. 5 năm làm trong hãng bia mà. Bụng bia nha cưng nha. Còn tật xấu gì nữa không? Mấy người bụng bự là ngủ ngáy dữ lắm nè. Có vẻ chị đã từng hả? Hả? Ý em nói chị đã từng ngủ với người bụng bự hả? Mà đúng không? Có ngáy không? Có. Ngáy lớn, ngáy nhỏ? Tùy âm lượng. Lúc thường là tôi ngáy. Đó. Tôi đã từng nghe, bán nói đúng á, tôi đã từng nghe luôn á. Em phải ngủ trước, em ngủ sau là em khỏi ngủ. Điểm mạnh điểm yếu của mình thì sao? Tính em thì vui vẻ, hòa đồng, đó là điểm mạnh. Còn điểm yếu thì là hay quên. Quên là trong công việc có quên không? Dạ, em làm xong việc gì là em quên luôn chị. À. Cho nên sếp em mỗi lần mà kiểm tra thông tin cũ là lúc nào em cũng phải bảo chờ để em kiểm tra đã rồi em mới có thể trả lời được, còn kêu em nhớ em nhớ được. Đang làm thì nhớ, làm xong rồi qua làm rồi xong là, rồi qua là rồi quên. Là xong. Em cũng vậy. Hả? Em cũng vậy. Cũng vậy luôn hả? Bạn nam thì có cái tật mà ngủ ngáy, rồi bạn nữ có cái tật xấu gì không? Em không biết được chị ơi, em nghĩ em không có. Trời ơi, không có tật nào xấu hết trơn hả? Hơi nói nhiều một chút. Nói nhiều. Dạ. Nói nhiều là nói chuyện của mình hay nói chuyện thiên hạ? Dạ cả hai chị. Thì chắc là cũng xăm soi chuyện người khác mới gọi là tật xấu đúng không? Dạ. Có hay soi mói chuyện người khác không? Nhiều khi lạnh rỗi là bắt đầu là kiếm chuyện của người khác ra rồi nghe cho vui. Hả? Thì gọi là bà Tám đó em. Chuyện của mình nói nhiều không sao mà chuyện của thiên hạ mà nói là mệt lắm á. Có thú vui gì em không? Em ngồi nghe thôi chị. Em cần khui chuyện cho người ta nói. À thôi. Em cái tội đó còn ác dữ nữa, gọi là gấp lửa bỏ tay người đó. Nên là ném đá giấu tay đó, hiểu không? Ừ, mình chọi ra cái là cái bùm của mọi người thiên hạ là nháo nhào mình ngồi mình nghe đó, gọi là ngư ông đắc lợi đó. Cái này còn chiêu này còn cao tay ấn hơn nữa. Thường là thích nghe đại loại là những câu chuyện về gì? Công việc, chuyện tình yêu, tình báo. Tình yêu, tình báo người khác, trai xinh, dạ. Gái đẹp đồ ha. Dạ đúng rồi. Trời ơi, tôi nói chơi chơi mà trúng hết trơn cái trọi vậy đó. Trai có vẻ hơi đâm chiêu rồi nè. Tình trường thì sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ chính thức 3 mối tình chị. 3 mối tình. Dạ. Rồi đâu kể chị nghe sơ bộ rồi. Mối tình thời đại học, kết thúc đại học thì chia tay. Sau đó quen một anh nữa được gần 2 năm. Sao chia tay? Anh đó về nước, vì anh đó không phải ở Việt Nam cho nên là gia đình em cũng không có đồng ý. Ở nó đâu, người nước nào? Dạ người Úc chị. Rồi người Úc hay là Việt kiểu Úc hay là người Việt Úc kiểu luôn? Úc, Việt kiểu Úc. Sao không đi Úc luôn? Mẹ em nói là mẹ em ngày xưa lấy chồng xa khổ lắm cho nên mẹ em kêu là con đừng có lấy chồng xa. Trời ơi mẹ lạc hậu dữ vậy mẹ ơi. Con mong có ông nào nước ngoài hốt con, mong hoài không ai hốt, thiệt tình luôn á. Người thứ ba? Người thứ ba thì được gần nửa năm. Em cảm thấy có khoảng cách trong quá trình quen thì thấy anh đó suốt ngày bận cho nên là thôi. Bận bận là ông chưa có yêu đó, dạ. Chứ khi mà yêu rồi là cỡ nào cũng rảnh hết đúng không em? Chị nói câu đó đúng không? Thì hỏi bận cuối tuần hay bận trong tuần? Trong tuần thì có thể là có công việc thì mình cũng du di được, còn cuối tuần mà cũng bận luôn là rõ ràng người ta không thích mình đúng không? Dạ.
Cuối tuần này em bận hay rảnh? Tùy bạn gái. Chút xíu nữa mới biết được ha. Ok. Thế còn em, tình trường em sao? Em thì cũng trải qua hai mối tình. Năm 2014, em có quen một bé nhỏ tuổi hơn em, khoảng 9 tuổi. Cũng ở Vũng Tàu. Em thì em lại làm ở trên đây. Khoảng cách xa thì từ từ nhạt dần. Lý do gì khác nữa không? Có thứ ba. Ai có người thứ ba? Bạn đó. Do em không ở gần chăm sóc cho nên là bạn có cái thứ ba. Với lại tuổi cũng nhỏ, sinh năm 97 rồi mà. Sao quen người nhỏ vậy? Cơ duyên nào mà quen người nhỏ vậy? Hồi đó em dạy kèm. Kèm mà kèm luôn người ta vậy đó hả? Em đâu cố tình đâu. Chứ sao? Kèm biết rồi, kèm riêng mà. Kèm riêng? Ai mời em kèm riêng, ai mời thầy về kèm riêng? Cháu của bạn thân em. Cháu bạn thân mà em cũng không tha nữa. Cháu của bạn thân mà hốt luôn em. Rồi ai chia tay? Em. Sao tự nhiên em hốt người ta luôn mà em chia tay? Có vẻ như không tiến triển được nữa thì thôi. Rồi mối thứ hai? Mối thứ hai thì cũng cách đây khoảng một năm. Em quen là đồng nghiệp. Quen được năm thì sao chia tay? Thì cũng không hợp tính. Em thì tính em thì thích đi du lịch. Bạn ấy thì không. Cũng nhiều khi lúc mà bạn rảnh thì em bận. Mà bạn bận thì em lại rảnh. Đó, cái vụ rảnh rảnh bận bận này nữa. Còn cái gì khác nữa không? Cái gì bạn em thích mà bạn nó không thích hay ngược lại nữa không? Em còn có những sở thích gì nữa không? Em thích đọc sách. Bạn không đọc? Dạ. Rồi ai chia tay? Em luôn. Cũng em luôn. Ủa sao lần nào em cũng thích chia tay người ta hết trơn vậy? Khỏi chơi với người đi, chơi với chó, chơi với mèo đồ này kia, khỏi chơi em với cũng người. Thích chó mà bạn không thích chó. Em thích chó, bạn nó không thích chó. Không thích nuôi chó, em thích nuôi chó. Vậy chắc suốt ngày chơi với chó không nha, bạn nó bực mình chứ gì? Vậy bạn nó chơi nó cũng được vậy. Chứ có thấy chưa? Bây giờ em muốn lấy vợ không? Có, nhưng mà phải có cùng sở thích chứ. Cùng sở thích và đưa ra tiêu chí đi, muốn tìm người bạn gái như thế nào? Đầu tiên là cho em nuôi chó. Đầu tiên là nuôi chó, em có thích chó không? Dạ không. Không luôn, chết rồi. Cái huông rồi bất quá tam ba bận. Em không thích nhưng mà giờ bạn em nuôi được không? Chồng em nuôi chó trong nhà được không? Rồi mặt nhăn quá có vẻ không thích rồi. Chó dễ thương mà cưng. Em bị chó cắn nhiều lắm chị. Ủa em có ăn thịt chó không? Không có. Trời ơi ăn thịt chó bởi vậy chó cắn là đúng rồi. Bỏ cái vụ ăn thịt chó đi nha. Trên thế giới giờ ta không ăn thịt chó nữa. Không em lâu lắm rồi em cũng không ăn nữa em. Lâu là bao lâu? Dạ cũng 3-4 năm gì đó. Chắc giờ chó hết cắn rồi nó hửi hửi thôi. Rồi cho em nuôi chó. Thứ hai. Thích đi du lịch. Thích đi du lịch. Thích đi du lịch không? Dạ có. Được. Em thích kinh doanh về cà phê. Thích kinh doanh cà phê. Nhà em trồng cà phê ạ. Có nguồn luôn. Có nguồn luôn. Muốn vợ có gì nữa, tiêu chí gì nữa? Hiểu chuyện là được. Hiểu chuyện. Em không cần người quá hiền, không cần người quá dữ. Có nghĩa là phải biết tiếp xúc, biết va chạm, có kinh nghiệm. Dạ. Thế còn em, mong muốn người bạn trai, người chồng tương lai như thế nào? Biết quan tâm gia đình. Không chỉ gia đình của mình mà cả ba mẹ nữa. Được không? Được. Phải có mối quan hệ xã hội bạn bè nhộn nhẹt được, nhưng mà phải biết mình mức mình ở đâu và biết dừng ở chỗ nào. Trong cuộc sống gia đình thì phải biết đưa ra quyết định. Miêu tả về ngoại hình chút xíu đi. Tối thiểu 1m65. Được. Không quá gầy. Ta nói bụng bia rồi mà không quá gầy cái gì nữa. Công ty em nhiều người ốm nhưng mà ha, uống bia nhiều bụng vẫn bự. Cái đó dị tướng. Màu tròn tròn này bụng bự được phải không? Dạ càng thích ạ. Trời hên quá, chúc mừng em. Vô ạ, vô. Có gì nữa. Mặt mày mới đầu nhìn thì phải có thiện cảm. Cái này hên xui, cái này thuộc gọi là cái gu. Cái gu. Dạ, cái đó là cảm xúc đúng không? Cảm xúc. Biết giao tiếp. Cái đó thì chắc có. Dạ. Cũng miệng mồm dữ lắm. Dạ, vậy thưa chị. Rồi, còn em có đem theo hình ảnh gì không? Trời, tôi nhìn ra tôi chết liền. Coi đúng tấm đó thôi nha. Banh ra tùm lum tà la rồi tao nói là tôi nó không có chịu trách nhiệm đâu á. Tôi banh ra vậy tôi còn chưa thấy nữa. Rồi phạm vi một tấm hình, hãy nhìn xem trong đó mình chọn ai, ai là cái người mà hợp gu của mình, hoặc là nãy giờ mình nghe nói chuyện đó mình cảm nhận được là người nào thích ai trong bốn cô đó tôi gả. Em có gợi ý gì cho bạn trai không em? Chị có gợi ý cho em là anh bụng bia rồi, tròn tròn rồi đó. Còn bên đây em có gợi ý gì không? Em thấy trong hình này hả? Bây giờ gợi ý cho người ta trước. Cho gợi ý cho người ta trước nè. Cao. Cao, rồi kiếm đi, chữ cao thôi đó. Bên đây. Nhiều quá chị ơi, 1, 2, 3 bia luôn nè. Thì nó chung hãng bia mà. Hay tìm đi. Em có gợi ý gì cho cổ không em? Em lọc được 2 rồi đó em. Lọc được 2 luôn hả? Đâu em lọc 2, ai lọc ra đâu? Em lấy 2 người này. 2 người đó là lọc ra? Dạ. Là bỏ qua bên đó hả? Không, là một trong 2 người này. À, một trong 2 người này hả? Dạ. Lý do? Em mới nghe anh kêu là em đeo mắt kính được không chị? À, chị đưa coi bên đây có ai đeo mắt kính không? Không, em không nghĩ bên này đâu, anh này bụng nhỏ này. Anh nào bụng nhỏ? Anh này bụng nhỏ. Vậy hả? Anh nào? Rồi, anh đó. Đã, để chị để đó. Bên này. Chúc mừng em. Để ngón tay vô. Chúc mừng hai bạn. Mở cửa trái tim. 1, 2, 3. Mở cửa trái tim.
sai rồi. Dạ sai luôn rồi. Dạ sai rồi. Sao em lại loại ra cái người mà chị đã chỉ vô? Ba anh mất kiếu em đi loại ra cái anh đó kỳ vậy? Dạ đây em thấy anh này bụng đâu bự đâu chị. Bây giờ ở ngoài anh này về bụng bự không? Dạ bự. Anh em nghĩ anh trong hình này anh hóp bụng dữ lắm á. Em đứng lên coi, em đứng lên coi, đứng lên. Đứng bình thường coi nè, được không? Dạ bự. Bự rồi, ok, nãy em nói em thích mà. Nên sao đây? Qua bạn gái, tặng bạn gái. Thì tặng đi. Tặng qua trái tim luôn rồi. Dạ em cũng lên. Hôm nay bạn gái đi có mẹ đi theo. Và nãy giờ mẹ đang theo dõi câu chuyện, cho mẹ vài ý kiến trước khi hai đứa em trò chuyện riêng, được không? Dạ, mời cô vào đây ạ. Dạ cô. Dạ chào cô. Nãy giờ cô ở ngoài cô nghe được câu chuyện hai bạn không cô? Nghe được. Rồi, thế bây giờ cô cho một vài cái ý kiến khách quan trong cái buổi gặp mặt hôm nay, cô cảm thấy như thế nào? Cô thì cô tôn trọng quyền lựa chọn của con gái. Dạ. Nhưng mà thấy bạn trai bên này thì cũng dễ thương và điềm đạm thì các con cho nhau một cơ hội đi. Dạ. Rồi được thì ok, mà không thì ta còn thêm một mối quan hệ đi. Dạ. Làm bạn với nhau. Cảm ơn. Nói gì với cô coi? Con sẽ cố gắng. Đó, thì giờ mẹ cơ bản là mẹ thấy cũng ổn đó. Còn cái chuyện được hay không là chuyện của hai con nha. Dạ. À, thôi hai mẹ đi ra ngoài. Dạ. Nha. Dạ. Rồi cô. Mời hai bạn thưởng thức món bò lúc lắc nha. Bò lúc lắc là một món ăn rất là quen thuộc, áp chảo với ớt chuông và xì dầu. Đây cũng là một món ẩm thực Việt Nam mang cảm hứng từ ẩm thực Pháp. Rồi, bây giờ chị Tường mời hai bạn thưởng thức món bò lúc lắc ha. Bên là cơm, bên là khoai tây chiên, nhìn rất là hấp dẫn. Nhưng mà nhớ là vừa tâm sự, vừa ăn, trò chuyện với nhau, tìm hiểu. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại nha. Các món sở thích, các món ăn của em như thế nào? Em khá là thích các món bò. Ví dụ như bò bít tết, bò lúc lắc cũng được. Thích ăn lẩu. Giống anh. Nói chung anh thích ăn những dạng đồ ăn nước, bò, gà. Không thích ăn heo đâu. Em có thích đi du lịch không? Dạ có, em khá thường xuyên luôn. Đi bằng gì? Em thích đi bằng gì? Đa phần là em đi bằng xe hoặc đi máy bay. Anh thích đi xe máy? Anh đi xe máy à? Hồi xưa lúc trẻ trẻ thì em cũng thích đi xe máy, nhưng mà bây giờ cảm thấy già rồi, không có muốn đi bằng xe máy nữa. Còn trẻ em kêu già gì? Không, tầm 30 thì cũng khá là già rồi. Mời em, mình cùng đi nhé. Mời em ăn. Anh thường hay đi chạy xe máy đi những đâu? Đâu là xa nhất của anh từng đi? Xa nhất anh đi Nha Trang. Từ đây chạy Nha Trang bao nhiêu lâu? 7 tiếng hoặc 8 tiếng. Cũng lâu quá nhỉ? Anh chạy một mạch lên đó hay là nghỉ? Đâu nghỉ chứ trời. Đi xe máy mà. Bình thường anh đi theo nhóm hay là anh nhóm, đi... Nhóm. Anh đi có 2 người bạn thân nữa. Hai người bạn thân nữa hả? Mỗi người một xe chạy đi vậy hả? Đúng rồi. Anh có hay ăn món này không? Cảm ơn anh. Anh có hay ăn món này không? Thế ăn món này không? Mình đi nhậu hay đó cũng có hay kêu món này đúng không? Nhậu anh không ăn nhiều. Uống nhiều. Uống nhiều thôi hả? Tại vì ăn vô đâu uống được nữa. Anh mới chuyển qua bên nước ngọt này chủ yếu là để không đi nữa. Vậy là em ở chỗ gần chợ Hoài Mỹ mà. Em ở đường Hoàng Hoa Thám, em cũng thuê trọ. Em với gia đình anh có anh chị và em trai nữa là thuê chung cư ở chung. Còn anh thì ở chung với ai không hay anh ở mình? Anh ở chung với cậu. Anh ở đây lâu chưa? Anh lên đây ở năm 2014 tới giờ. Đi đi về vậy rồi cuối tuần em hay hẹn bạn đi đâu? Bọn em hay đi ra ngoài Phạm Văn Đồng á. Ở đó có nhiều quán đó. Anh biết bơi không? Lâu lâu thì dẫn học trò em đi bơi. Em có thích mưa không? Không, em ghét mưa lắm. Tại vì mưa ướt. Anh thích ngắm thôi. Anh thích ngắm mưa à? Ngồi trong nhà nhìn mưa ở ngoài thì cũng tạm được. Nhưng mà nếu mà bảo mà đi dưới trời mưa là thôi, em không muốn đi luôn. Kế hoạch của em trong vòng mấy năm tới là gì? Kế hoạch của em hiện tại bây giờ là lấy chồng, sau đó sẽ sắp xếp theo chồng. Sắp xếp theo chồng. Người ta thường nói là lấy chồng theo chồng, cho nên là theo chồng thì hai người cùng sắp xếp xem như thế nào. Chị thường đói không? Không, nhìn hai đứa em ăn là chị no rồi. Hai đứa em mà bấm nút nên duyên là chị còn mừng nữa, không ăn nhịn ăn tháng luôn. Sao nãy giờ tâm sự được gì nhiều không? Cũng tạm tạm. Có nói gì về cái chuyện nuôi chó đó sao rồi? Thì lúc đó tính chị, nhiều khi mai mốt đem cho em ra ngoài ngủ với chó, chẳng biết được. Thí dụ lấy nhau về thì mình sẽ sống ở đâu? Mục đích của em là em muốn về Vũng Tàu sống. Thứ nhất là điều kiện, môi trường và cũng dễ. Thứ hai nữa là một trong những lý do đó là em muốn mở quán cà phê. Thứ nhất là vợ mình cũng sẽ quản lý được cái quán cà phê. Và thứ hai nữa là nguồn thu thì là
biết đâu ra đâu vào. Em thì em sẽ đi ra ngoài. Em đi ra ngoài em làm gì? Để làm kiếm thêm chị, đâu phải gì. Mà chị cứ nghĩ em chị nhạy cảm với từ ra ngoài nha. À, nói cho rõ chứ. Ủa mà tại sao phải chọn Vũng Tàu mà không là thành phố Hồ Chí Minh? À, thì em nói là em mới nói chị là định hướng của em. Định thôi. Hướng. Có nghĩa là còn nếu như bạn gái mà muốn ở đây thì mình sẽ ở đây. Em dưới đó cũng có nhà đó. Cũng có đất ở đó. Nhưng mà nói chung là bây giờ chỉ gom tiền để xây một cái của riêng mình thôi. Tại vì cái nhà kia em đã xác định là để cho em trai em. Nhưng mà giờ có đất rồi, chưa có tiền xây nhà. Là mai mốt là tính là mở cà phê là trên cái đất đó đó. Em có ngại đi lấy chồng xa không? Dạ em không ngại lấy chồng xa. Lấy chồng thì theo chồng ở đâu, miễn mình sống thoải mái vui vẻ, có người yêu thương mình là được. Tiền đưa mình giữ là được ha. Dạ. Nếu lấy nhau về rồi lấy nhau rồi kinh doanh rồi mọi thứ rồi tiền có đưa vợ giữ không? Mình nãy mới nói chị xong quản không, lý tài chính quản lý cà phê còn cái vụ ra ngoài á. Ờ thì ra ngoài bình thường cái có quản lý cái vụ ra ngoài không? Dạ, quản lý vụ ra ngoài thôi chị. Có quản lý tiền kia ở cái vụ ra ngoài không? Chị nói rõ chứ. Tất nhiên là có. Em thì theo gia đình, mẹ em thì quản lý thẻ, bố em thì tới lượt thì vợ thì cũng vậy thôi. Đó thì phải hỏi mấy cái đó cho nó rõ. Mình muốn sinh mấy đứa con cưng? Dạ ba. Ba, xin chị giữ vậy. Ba mới vui chị ơi, nhà em hai người em thấy buồn. Chị cũng thấy vậy, hồi đó chị cũng hai chị em. Chị cũng muốn ước sau này là chị sanh ba đứa con, mà cuối cùng trời cho con đứa, thấy không? Muốn là một chuyện, mà thực hiện được hay không là chuyện khác. Đây, mời bóc lá bài cho coi. Đọc lớn lên coi ghi gì chồng. Một chàng trai hoàn hảo trong mắt em là như thế nào? Một chàng trai hoàn hảo. Chàng trai hoàn hảo hả? Bất cứ một câu hỏi nào hay một vấn đề nào em đặt ra đều có thể đưa ra một cái câu trả lời khiến em hài lòng. Biết nghiên cứu, chịu khó nghiên cứu và tìm tòi. Tại vì em cũng rất là thích đọc sách, cũng rất là thích nghiên cứu cái này cái kia, em thích biết rất là nhiều thứ. Thí dụ em hỏi mà cái anh lúc đó anh chưa biết thì anh vẫn có thể đi tìm hiểu rồi trả lời sau cũng được, phải không? Dạ. Chứ người ta đâu phải thánh đâu mà em hỏi gì người ta cũng trả lời được thì cũng mệt. Nhiều khi mình không biết mình có thể trả lời theo tư duy, theo lập luận. Khi bạn ấy đã thần thánh hóa em, cái gì em nói cũng hợp lý. Bà bả nó không ưa em rồi em nói gì cũng trật hết trơn. Đó là kinh nghiệm của chị. Mời em. Hãy tưởng tượng cô gái trước mắt đang mặc bikini chuẩn bị đi bơi. Hãy bắt chuyện làm quen để được đi bơi cùng cô ấy. Nhìn cổ đừng nhìn chị. Tưởng tượng cổ đang mặc đồ bơi đi bơi. Làm sao để làm quen để mà đi bơi chung được? Em không có thói quen tưởng tượng mấy cái nô. Bây giờ cổ đang mặc đồ đó, bây giờ cổ đang đi bơi. Đó, đúng rồi, nhắm mắt lại tưởng tượng. Em thích màu gì? Em thích màu gì? Màu đỏ. Thấy style màu xanh, mặc áo màu xanh kìa mà nó màu đỏ. Rồi bây giờ vô đi. Em không biết bơi chưa? Dạ em biết bơi rồi. Tiếp hiểu, hiểu. Chiêu khác, đổi chiêu. Dạ em bơi nha. Câu đó thỏa đáng không? Dạ không. Sao không? Hỏi biết bơi không? Nói biết bơi rồi thì em biết bơi rồi. Anh chưa biết bơi, dạ anh bơi nha. À anh đang hỏi em hả? Ừ. Anh đang tưởng tượng em đang gặp phải. Em tưởng anh nói chuyện mình ấy. Trời, người ta đang hỏi cô đang đi bơi đó. Làm lại, làm lại. 2, 3. Bây giờ làm sao đi bơi được với cổ đó, làm, nói đi. Em nhà ở đâu thế? Nhà em ở gần đây anh. Mình cùng đi bơi được không? Dạ được. Nói vậy là được rồi. Đơn giản không? Nãy giờ thấy cô bận đồ bơi màu gì? Em tưởng tượng nó luôn. Hả? Em tưởng tượng. Cổ đó màu đỏ mà cũng không ra luôn hả? Em không tưởng tượng được. Đó là chẳng qua là cho vui thôi. Bây giờ mời hai bạn nắm tay nhau 10 giây. Nắm tay cho phải bắt tay. Cảm nhận. Hai bạn hãy nhìn nhau và nói cho nhau nghe cảm xúc hiện tại, cảm nhận về đối phương hoặc là suy nghĩ của bản thân mình. Em nắm tay bạn đó thấy có phải em nấu ăn ngon không? Nắm tay mà biết nấu ăn ngon. Sai mất rồi. Bạn nữ dễ thương, có nụ cười hiền, có răng khểnh. Em thích răng khểnh. Thích răng khểnh. Anh thì anh muốn chắc về nuôi chắc được mọc ra. Em thích kiểu tròn tròn. Đây là món quà nãy bạn trai tặng bạn gái đúng không? Giờ em mở quà ra đi. Tại sao lại tặng cái vòng đeo tay? Cái này em mua với Vũng Tàu, là một trong những cái cửa hàng mỹ nghệ. Cái này bằng vỏ sà cừ. Em nghĩ màu tím thì nó sẽ thể hiện được cái... Anh này thích màu tím. Không. Màu đỏ em nãy mà không chịu, màu xanh cũng không thôi. Chịu. Thích màu tím. Không, em thích màu xanh. Thích màu xanh. Màu tím nó thể hiện cái ý nghĩa khác. Ý nghĩa gì? Là tình cảm vậy. Chung thủy. Sau cuộc nói chuyện nãy giờ em cảm nhận gì về cái buộc gặp mặt ngày hôm nay? Anh vui tính, cởi mở, khả năng giao tiếp tốt. Đó, cả em có thể cảm nhận được. Quan trọng là em có cảm nhận được sự chân thành hay không? Bản thân mình có cảm thấy có xúc cảm, có rung động, có gì với đối phương hay không? Đó mới là quan trọng.
Bây giờ chị Tường mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau khi chị đếm từ 1 đến 3, nếu chúng ta cảm thấy đối phương là cái người mà chúng ta đi tìm, chúng ta có rung động, tình yêu nó còn xa, nó còn dài lắm, nhưng mà ít nhất nó phải có sự rung động, nó có cảm xúc, thì chúng ta bấm nút, đặt tay vào nút bấm nha hai bạn, và nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm, nếu đồng ý hẹn hò, bấm thật mạnh, không đồng ý lấy tay ra. 1, 2, 3. Hết thời gian. Sao bạn gái không bấm? Em không có cảm xúc gì cả. Em chỉ thấy bàn tay bạn ấm thôi à. Tại sao em bấm nút? Em nghĩ là em thích cái câu đầu tiên của bạn, là kế hoạch của bạn là có gia đình. Em thì em cũng muốn có. Em muốn là hai đứa cũng không có khoảng thời gian tìm hiểu. Nếu mà kêu mà cảm xúc ngay lúc đầu cũng có, nhưng mà rất ít trường hợp mà nó vậy. Đa phần người ta phải trải nghiệm với nhau nhiều. Ví dụ đi chơi cái này nọ, ta bắt đầu mới lên được. Mình phải tôn trọng cái quyết định của nhau thôi. Mời hai bạn đứng lên. Tường cũng rất tiếc khi mà cặp đôi này không có hẹn hò với nhau. Bởi vì Tường thấy là nếu mà theo cái khách quan của chị là hai bạn cũng xứng đôi đó. Em thuộc loại không phải là người đơn giản. Em là cái người nó cũng có nhiều cái nhiều mặt, nhiều góc. Cũng có thể cô gái này cảm nhận được cái điều đó, nên cô cảm thấy không có cái sự an toàn. Nhiều khi em cũng rất là chân thành, nhưng mà cái cuộc sống của em nó hơi như là hơi lăn lộn xã hội, nó cũng hơi nhiều. Người ta nhìn vô mặt mày nó dạng, nó dày dạng xương gió quá, người ta ngại. Còn em gái thì chị thấy em rất là dễ thương. Anh ấy nói đúng đó, anh ấy đã cảm thấy là có một cái đánh giá cao ở cái chỗ là mình đến với chương trình với một cái sự chân thành, mình mong muốn tìm một cái người thật sự. Chính vì vậy chị rất tôn trọng cảm xúc của em. Khi em không có rung động thì em không bấm nút. Coi như bữa nay chị không mát tay, nhưng mà chị cũng chúc em sớm tìm được một nửa của mình nha. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Quý vị ơi, không sao ạ. Các bạn ấy không có bấm nút hẹn hò, nhưng mà đó là quyền của các bạn ấy, và biết đâu thì trong tương lai các bạn ấy cũng sẽ tìm được một nửa của mình, quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và chúng ta sẽ gặp lại vào khung giờ rất là quen thuộc, 8 giờ sáng thứ 3, thứ 5 và 7 giờ 30 sáng thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media.